Thưa quý vị, thời tiết giao mùa từ thu sang đông khiến cho trẻ em hay mắc các triệu chứng như là sốt, ho, viêm họng, chảy mũi, nghẹt mũi, nhức mỏi cơ thể hay còn được gọi là cúm mùa. Và để hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng như là cách phòng tránh thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Văn Thường là giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội để cùng trao đổi. Và xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết vì sao mà thời điểm giao mùa từ thu sang đông thì trẻ em hay mắc bệnh cúm mùa? giai đoạn chuyển mùa từ thu sang đông là cái giai đoạn mà điều kiện thời tiết uh, đang từ giai đoạn khô hanh chuyển sang lại hơi ẩm ướt một chút, thời tiết đang ở mát mẻ chuyển sang hơi lạnh thì đây là những cái điều kiện thuận lợi cho các nhóm virus phát triển. À, giai đoạn giao mùa lạnh thì cái cơ thể trẻ con người nói chung, đặc biệt là trẻ em có dễ thay đổi về mặt miễn dịch, cũng dễ nhiễm bệnh. Thứ ba nữa là trong giai đoạn giao mùa thì thời tiết vẫn chưa ổn định về mặt nhiệt độ có thể là À, buổi sáng lạnh nhưng buổi trưa thì nóng hoặc tối lại trở lại lạnh thì con người trẻ em, con người nói chung cũng như trẻ em rất dễ bị nhiễm lạnh. thì đây là những cái điều kiện thuận lợi cho chúng ta dễ nhiễm các cái loại virus nói chung trong đó có loại cúm gây bệnh cho trẻ em. Khi mà trẻ mắc các triệu chứng như là sốt, ho, viêm họng, chảy mũi, nghẹt mũi và nhức mỏi cơ thể, thì nhiều bậc phụ huynh đã tự ý điều trị cho con mình bằng thuốc kháng sinh. Theo bác sĩ thì điều này có đúng không ạ? Và bác sĩ có thể tư vấn cho các bậc phụ huynh là những biện pháp điều trị bệnh cúm mùa cho trẻ Khi trẻ có dấu hiệu sốt, ho, viêm họng, viêm nong hấp, đau mỏi người, ăn uống kém thì thường đây là dấu hiệu của nhiễm virus. Trong đó virus hay gặp nhất là virus cúm. Mà khi bị điều nhiễm virus thì chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị kháng sinh gần như không có tác dụng gì đối với virus. Và người ta khuyến cáo rằng chỉ điều trị kháng sinh khi có bộ nhiễm với vi khuẩn, một loại vi khuẩn, một cách chắc chắn chúng ta mới sử dụng kháng sinh. Do vậy, việc trẻ có triệu chứng của nhiễm virus mà chúng ta điều trị kháng sinh thì đây tôi cho đấy là một sai lầm. Đối với trường hợp nhiễm virus, hiện tại chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chúng ta chủ yếu là điều trị triệu chứng. Cụ thể, nếu trẻ sốt trên 38 độ 5, chúng ta dùng paracetamol nếu trẻ ho, chúng ta có thể dùng các loại thuốc ho thảo dược như là hồng bạch đường phèn, như là quất hấp mật ong, như là chanh đào mật ong điều trị ở trẻ. Trường hợp trẻ chảy mũi, chúng ta có thể dùng nước muối 9 phần nghìn, chúng ta rửa mũi, hút sạch mũi cho trẻ một ngày từ 3 đến 5 lần. Còn ở ngoài ra, chúng ta có thể ăn uống, lân cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng, ăn đủ các khoáng chất, các vitamin để cho nó lân đỡ cái cơ thể hệ miễn dịch của trẻ vâng vào những thời điểm giao mùa như thế này thì bác sĩ có những tư vấn gì cho các bậc phụ huynh để mà phòng tránh bệnh cúm mùa cho trẻ ạ thời điểm giao mùa là cái thời điểm có điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn phát triển thời điểm giao mùa thì chúng ta tốt nhất là hạn chế cái tối đa trẻ con trẻ em ra ngoài trẻ em ra ngoài có thể nhiễm lạnh trẻ em tiếp xúc với người người bệnh rồi tiếp xúc với người lành mang trùng dẫn đến các cái bị nhiễm các vi khuẩn virus mà hầu hết những cái vi khuẩn lây qua đường hô hấp chúng ta nói chuyện mà dưới 2 mét thì dễ có thể lây nhiễm các bệnh do vậy chúng ta hạn chế tiếp, cho trẻ em tiếp xúc với chỗ đông người đặc biệt là giai đoạn mà trẻ thấy mệt mỏi cảm giác khó chịu thì chúng ta phải hạn chế còn nếu có điều kiện bất đắc dĩ phải ra ngoài thì chúng ta phải giữ ấm cho trẻ phải đeo khẩu trang thì đấy nó sẽ góp phần ngăn ngừa nhiễm các cái virus như virus cúm vâng xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi và chúng tôi hy vọng là các bậc phụ huynh sẽ có thêm thật nhiều kiến thức để mà phòng tránh bệnh cho trẻ